hai cán bộ cấp phòng và một cán bộ điều tra thuộc công an tỉnh An Giang đã bị phát hiện vì có liên quan đến đối tượng 10 tường. Cảnh sát vây bắt hai nhóm hỗn chiến trước quán nhậu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang thi công lắp trụ đèn chiếu sáng, ba người bị điện giật thương vong. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin đáng quan tâm khác, đặc biệt chuyên mục giải trí sẽ có thông tin về việc nghệ sĩ Quyền Linh tìm việc làm cho người lao động sau dịch đạt được nhiều người quan tâm. Trước hết, một cái việc cùng đến với phần tin nóng hôm nay. thời gian gần đây thành phố hồ chí minh xuất hiện tình trạng người dân tự xét nghiệm tại nhà phát hiện dương tính với sars cov 2 nhưng không thông báo cho ngành y tế hoặc có nhiều trường hợp không liên hệ được với y tế địa phương nếu phát hiện mình thành F0 lại âm thầm tự chữa mà không khai báo y tế thì chẳng những là thiệt thòi với chính bản thân F0 đó mà còn làm khó cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát dịch bệnh. Vì thế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế địa phương sẽ chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các F0 điều trị tại nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đúng quy trình thì khi người dân phát hiện dương tính sẽ báo cho Trung tâm Y tế địa phương hoặc Trạm Y tế lưu động. Trong 24 giờ, Trạm Y tế cử nhân viên xuống nhà người dân kiểm tra, qua đó đánh giá tình trạng bệnh cũng như điều kiện cách ly tập trung hay tại nhà. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được cấp thuốc, nhưng trường hợp F0 sau khi báo cáo sẽ được theo dõi nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ được đưa lên tuyến trên để can thiệp, còn những F1 trong gia đình cũng được theo dõi để quản lý. Địa phương phải tăng cường truyền thông cho người dân hiểu cái vấn đề này nghĩa là không phải là à, họ thấy là không có được phát thuốc thì họ không báo y tế thì cái đây thiệt hồi đầu tiên thì chắc chắn là ép từ người F0 về gia đình. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông quy định cấp phát thuốc để người dân hiểu. Trạm y tế địa phương cũng cần thường xuyên theo dõi lực lượng có đủ đáp ứng đảm bảo tiếp nhận thông suốt đường dây nóng. Thưa quý vị, hiện những ngày qua thì số ca mắc Covid-19 mới ở thành phố Cần Thơ lại tăng lên con số kỷ lục mới kể từ ngày đầu mùa dịch số ca mắc tăng cao liên tục từ đầu tháng 11 cho đến nay và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại, dù tỷ lệ tiêm ngừa vaccine mũi 1 và mũi 2 đạt khá hơn. Kể từ thời điểm Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cho thực hiện điều trị F0 nhẹ tại nhà, hiện đã có trên 4.000 người là F0 đang được quản lý cách ly và điều trị tại nhà. Để làm tốt việc quản lý điều trị F0 tại nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định thành lập 50 đội y tế lưu động hoạt động tại tất cả các quận huyện. Mỗi đội y tế lưu động có 4 thành viên là bác sĩ và sinh viên trường đại học y dược Cần Thơ tăng cường hỗ trợ cho thành phố. Đội y tế lưu động nhận sự quản lý của trung tâm y tế quận, huyện và thực hiện công tác giám sát theo dõi F1, được cách ly y tế tại nhà và F0 được quản lý cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn được phân công. Hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc, lấy mẫu xét nghiệm cho F1 được cách ly y tế tại nhà và F0 được quản lý cách ly điều trị tại nhà. Để hỗ trợ hoạt động các đội y tế lưu động này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hỗ trợ 200 nhân sự sinh viên y dược và 10 bác sĩ tham gia. Số giường điều trị ở cả 3 tầng của thành phố Cần Thơ là 3.100 giường, nhưng tổng số bệnh nhân điều trị hiện đã dược 3.100 người. Các bệnh viện không còn chỗ tiếp nhận bệnh, trong đó ở tầng 3, bệnh nhân nặng, hiện có 124 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, thành phố Cần Thơ. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ, vào sáng ngày 23 tháng 11, thành phố Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em lứa tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi, đối tượng là tất cả các học sinh, trẻ em đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố. Dự kiến thời gian tiêm sẽ tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 hoặc cho đến khi hết đối tượng trẻ em trong độ tuổi. Vaccine được sử dụng là loại Comimati do Pfizer-BioNTech sản xuất. Theo đó, thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm cho học sinh, trẻ em có bao quận là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Trăng sẽ tổ chức tiêm vaccine tại các điểm trường dành cho học sinh và các điểm tiêm cộng đồng. Theo kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em của Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tổng số trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố là 112.746 trẻ. Trung đợt đầu tiên sẽ tổ chức tiêm trước cho lứa tuổi 16, 17 tuổi với tổng số 36.888 trẻ. Còn lại đợt tiếp theo sẽ tiêm cho các em từ 12 đến 15 tuổi là 75.858 trẻ. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng phòng chống dịch bệnh Covid-19, các điểm tiêm cho học sinh sẽ được tổ chức tại các điểm trường có khuôn viên trọng, thoáng mát. Đối với trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các điểm tiêm cố định hoặc lưu động do quận, huyện tổ chức. Các trường hợp trẻ em có bệnh lý nền hoặc đang điều trị tại các bệnh viện sẽ được tiêm riêng tại điểm tiêm bệnh viện để đảm bảo an toàn. Tại tất cả các điểm tiêm cho trẻ em đều có bố trí đội cấp cứu xử lý các tình huống phản ứng phẫn trẻ sau tiêm, đồng thời cấp cứu các sự cố bất lợi sau tiêm, sẵn sàng phương tiện xe cấp cứu vận chuyển. Mỗi quận huyện phân công cụ thể các bệnh viện phụ trách đội cấp cứu lưu động gia tại bệnh viện khi cần xử lý cấp cứu. Vaccine phòng Covid-19 không chỉ là lá chắn thép về sức khỏe mà còn là lá chắn thép về tinh thần cho mỗi người dân được tiêm vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng bao phủ người 50 tuổi là yếu tố quan trọng để giảm tử vong trong dịch. Nếu không đạt được tỷ lệ này theo lộ trình thì phải nâng cấp độ dịch bởi thực tế trước mắt là tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường, nhất là tại các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp và giao lưu lớn. Vì vậy, để đề phòng từ xa những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đồng thời sẽ ra soát người tiêm đủ mũi 2 để tiêm mũi 3, ưu tiên người trên 50 tuổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ tháng 3 đến nay, cả nước đã tiêm hơn 109 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, chiếm hơn 80% số lượng vaccine được phân bổ, gồm khoảng 67 triệu mũi 1 và khoảng 42 triệu mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine đến nay là 89,9%. Tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 56,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 58 tỉnh, thành phố đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. 5 địa phương có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên là Thanh Hóa, Sơn La, Nghệ An, Nam Định và Quảng Bình. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An là 4 tỉnh có tỷ tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90% người dân từ 18 tuổi. Nhiều tỉnh thành đang triển khai tiêm chủng cho đối tượng 12 đến 17 tuổi. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 20% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, các tỉnh thành phố sẽ ra soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 với các trường hợp đủ thời gian, ưu tiên người trên 50 tuổi. Chuyển sang một thông tin rất quan trọng cho tất cả những quý vị đang và đã chuẩn bị thi sát hạch lái xe đó là Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng gian lận trong quá trình thi sát hạch lái xe và sẽ không cấp giấy phép lái xe cho đối tượng vi phạm trong 5 năm. Từ đầu năm nay, các trung tâm sát hạch lái xe lắp đặt hệ thống camera để giám sát các kỳ sát hạch. Dữ liệu giám sát được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để công khai và để các cơ quan có thẩm quyền tham gia giám sát. Tuy nhiên, theo phản ánh vẫn còn một số bất cập như người dự sát hạch mang thiết bị công nghệ vào phòng sát hạch lý thuyết. Một số camera chưa quan sát hết các vị trí trong phòng sát hạch lý thuyết, vị trí trên sân. Bên cạnh đó, việc bố trí vị trí để thí sinh ngồi trong phòng sát hạch lý thuyết chưa khoa học. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng gian lận trong sát hạch lái xe. Tiếp tục chương trình là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Bến Tre vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và thương tâm khi đang thi công trụ đèn chiếu sáng, bất ngờ trụ bê tông chạm vào đường điện trung thế, phóng điện khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11, anh Nguyễn Văn Ngàn, 34 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình đô thị Duy Hưng, điều khiển xe cẩu thi công lắp đặt trụ đèn chiếu sáng trên quốc lộ 57B, xã Giao Long, huyện Châu Thành. Khi cẩu trụ bê tông lên, lái xe ngàn để trụ bê tông va chạm vào đường dây điện trung thế, gây tiếng nổ lớn điện giật khiến lái xe tử vong tại hiện trường. Lúc này còn có hai người đàn ông đứng dưới đất hỗ trợ dựng trụ bê tông cũng bị phóng điện ngất xỉu tại hiện trường, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sức khỏe đang ổn định. Cũng liên quan đến điện, chỉ trong vòng 7 ngày thì hai cánh quạt thuộc hai dự án điện gió tại Sóc Trăng bị gãy khi đang quay trên tu khiến cho nhiều người hoảng hốt. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là một phần cánh quạt bị gãy rơi xuống. Hiện Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đang kiểm tra hiện trường sự cố gãy chóp cánh quạt, điều tra nguyên nhân sự việc này. Một người dân chứng kiến sự việc cho biết trưa ngày 20 tháng 11 trong lúc người này đang trên đường đến ao tôm thì nghe một tiếng động rất lớn, sau đó nhìn thấy một phần cánh quạt của điện gió rơi xuống đè lên cây của rừng phòng hộ ven biển. Giá điện gió này đã đóng điện và vận hành đầu tháng 10 năm 2021. Trước đó cũng tại thị xã Vĩnh Châu, một nhà máy điện gió khác sau khi đóng điện vận hành chỉ hơn 10 ngày thì một phần cánh quạt dài trên 50 mét cũng bất ngờ bị gãy, rơi xuống hai ao tôm của người dân. Rất may là thời điểm đó 6 người dân đã vào chòi canh tôm để trú mưa nên không ai bị thương vong. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết những cánh quạt bị gãy nhập khẩu từ nước ngoài do doanh nghiệp nằm trong top 10 thế giới sản xuất. Khi xuất xưởng các cánh quạt đều được kiểm duyệt đạt yêu cầu, rất có thể trong quá trình vận chuyển hoặc là lắp ráp thi công đã xảy ra va chạm mà mắt thường không nhìn thấy. Những cánh quạt bị gãy dài hơn 70 mét còn thời gian bảo hành. Đây là sự cố hi hữu. Liên quan đến vấn nạn cờ bạc đang xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền Tây bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vào chiều ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng với lực lượng địa phương đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền trong một nhà cư dân thuộc ấp Trần Độ, xã Thành Phú, huyện Cái Nước. Đáng nói là tại hiện trường có 20 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền, thì trong số này có đến 10 người là các quý bà thưa quý vị. Kiểm tra xung quanh chiếc bạc và trên người những người có liên quan, tạm giữ 11 bộ bài tây, 2 bộ đã qua sử dụng, 13 triệu 560 ngàn đồng cùng một số tam vật khác. Được biết, tụ điểm đánh bài trên được tổ chức tại nhà của Bùi Văn Trơn, ngủ tại địa chỉ trên. Hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp ranh tu tập về đây để tham gia đánh bạc tiền. Hiện các đối tượng gia tăng nhật đã được chuyển về cơ quan để xử lý theo quy định. Chỉ mới cho phép các cửa hàng bán tại chỗ trong một thời gian ngắn tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra các vụ hỗn chiến trong quán nhậu và mới đây nhất trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người đã dùng kệ gọt, nón bảo hiểm xông vào hỗn chiến với nhau trên một con hẻm ở đường Tân Quý, quận Tân Phú, đáng nói mặc dù khi đã có sự xuất hiện của công an các đối tượng vẫn hung hãn hỗn chiến làm náo loạn khu vực này theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại hẻm 239 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân khu vực cho biết cuối giờ chiều ngày 21 tháng 11, một số thanh niên ngồi ăn uống tại quán trong con hẻm nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi to tiếng rồi xông ra đường đánh nhau, diễn biến được một người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Theo nội dung của đoạn clip, thì những người của hai nhóm này lao vào nhau, cầm mũ bảo hiểm gậy gọc tấn công đối phương, gây náo loạn cả đoạn đường. Công an sau đó đã có mặt vãn hồi trực tự nhưng những người này vẫn không chịu hợp tác tiếp tục đánh nhau. Theo người quay clip chia sẻ vụ việc không khiến ai bị thương. Khi xuất hiện công an thì phần lớn người liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện công an phường Tân Quý cho biết đang lập hồ sơ điều tra xử lý vụ việc. Theo điều tra ban đầu, những người này không phải bằng nhóm giang hồ, một bên là nhân viên quán nhậu gần đó, nhóm còn lại là khách. Trong lúc nhậu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Như quý vị đã biết, vụ án bà Trùm Mười Tường là vụ buôn lậu vật chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới và giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động từ nhiều năm đến nay. Từ khi mở rộng điều tra, nhiều người bị khởi tố bắt giam, trong đó có chủ tiệm vàng và nguyên cán bộ công an do dính tới bà Trùm buôn lậu 10 tường. Mới đi, thêm hai cán bộ cấp phòng và một cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang đã bị phát hiện vì có liên quan đến đối tượng 10 tường, người cầm đầu trong đường dây buôn lậu quy mô lớn này trước đó sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh tức là Mười Tường và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã dẫn giải ba trung này về nhà tại xã Đa Phước để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu đô hơn 1,7 tỷ đồng, cùng như thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, đầu thu camera và tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan qua mở rộng điều tra vụ án lực lượng chức năng xác định ba cán bộ có liên quan đến bà Trùm buôn lậu ngoài ra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Trùm buôn lậu 10 tường do phạm tội mà có ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như là trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy rồi trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang. Mới đây, mà xã hội đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam shipper bị một nhóm người đánh chửi chả mang giữa đường phố khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ. Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip ghi lại, một nam thanh niên mặc đồng phục giao hàng bị nhóm ba người đàn ông dây quanh ở gian đường. Bên cạnh có nhiều xe máy đổ ngổn ngang. Không chỉ chửi bới, nhóm người này đạp thẳng vào đầu nam shipper, thậm chí là dùng cả gậy đánh vào người nạn nhân. Ngay sau đó người dân chạy tới can ngang. Hiện chưa rõ nguyên nhân và diễn biến tiếp theo. Sự việc đã gây náo loạn cả đoạn đường. Tiếp theo là màn lao ghế dơ hết sức ấn tượng đến từ một chàng trai khi mà muốn ga lăng với bạn gái của mình. Tuy nhiên, pha xử lý được cho thế là ngầu của anh ta lại khiến cho nhiều người xem dở khóc dở cười. Câu chuyện là bạn nữ trong đoạn clip đang muốn ngồi ghế, nhưng có vẻ như chiếc ghế dơ quá. Bèn gọi người bạn trai của mình lại lao dùm, và thật bất ngờ Anh chàng cầm ngay chiếc ghế rồi lao như thế này đây Rất chuyên nghiệp Thao tác lao ghế nhanh gọn lẹ của chàng trai Khiến nhiều người xem bật cười Chưa dừng lại Chàng trai còn ngồi lên xe máy Thể hiện màn bốc đầu trước mặt bạn nữ Phải chăng Chàng trai này đang nghĩ như thế là ngầu dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 tăng cao trong cộng đồng khiến cho người dân có tâm lý muốn mua thuốc trữ sản phòng khi mắc Covid-19. Lợi dụng tâm lý lo lắng thì nhiều đối tượng đã thu mua thuốc trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, chất lượng để trao bán trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã phát hiện được nhiều vụ việc thu giữ hàng ngạt vi thuốc. Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn và sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc thưa quý vị. Đây là hơn 1.000 viên thuốc phòng và điều trị Covid-19 của nước ngoài vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thu giữ. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để qua mắt lực lượng chức năng, những hộp thuốc này được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển. Em chỉ nghĩ là vì là cái của mình thì chờ cấp phép ý, và được Bộ Y tế sử dụng, cấp phép sử dụng thì nó sẽ có thời gian. Và còn em là cái này thì lại theo kiểu diện là người thân, người quen và khách hàng của mình chẳng hạn là gửi theo đường đi đường tay được sách tay về ấy. đó là nó là như thế thôi ạ. thì em cũng nghĩ là nó là một cái sản phẩm sách tay thì có nghĩa là um, được nhanh và ưu tiên sử dụng trước thôi lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp tâm lý người dân muốn mua loại thuốc phòng và trị bệnh covid 19 nên nhiều đối tượng đã thu gom thuốc từ các nguồn trôi nổi trên mạng do không biết tiếng nước ngoài nên người mua chỉ biết tin vào lời quảng cáo của người bán. Em lên các hội nhóm ở trên mạng xã hội Facebook thì em có thấy một người cũng đang bán sản phẩm này hỗ trợ cho tăng cường đề kháng sức khỏe trong cái dịch Covid này mà được Nga cấp phép và toàn thế giới công nhận. Đấy, lúc đấy thì em nghĩ có lợi nhuận và em tin về cái lời nói của các bạn bán, bạn chia sẻ. Theo lời khai của chủ hàng này, nếu bán trót lọt hơn 1.000 viên thuốc sẽ thu lợi trên 100 triệu đồng lợi nhuận cao, thị trường đang cần, nên thời gian qua, những loại thuốc này được ra bán rất nhiều. Công an Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng công an quận Bắc Từ Liêm, từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn 3.000 viên thuốc phòng và điều trị Covid-19 nhập lậu, với giá trị hàng hóa gần 3 tỷ đồng. Những cái loại thuốc này thứ nhất là đã không được không có kiểm định của cơ quan chức năng, thứ hai là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe cho người dân làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ. Việc người dân muốn sở hữu thuốc tốt nhất là nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, người mua cần tỉnh táo trong việc lựa chọn và sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh tiền mất tật mang.